bàn tay phải. Các con thực hiện theo tiếng gõ nhẹ của thước nhé. Bắt đầu. Cô mời tổ 1. Huyền. Minh. Cô mời nhóm 4 đứng dậy thực hiện, cả lớp cùng quan sát. Cô dành cho nhóm 4 điểm 10, thực hiện rất đều. Một tràng pháo tay cho các bạn. Vừa rồi chúng mình học mấy cách nói? Bạn Hà? Đó là cách nói nào? Ôn lại. Học tiếp. Cách nói nhẩm. Khi nói nhẩm thì chúng ta nói không thành tiếng, chỉ nói mấp máy môi. Cả lớp quan sát. Lớp chúng mình có nghe thấy tiếng cô nói không? Không. Nói to hơn nữa. Không. Khi nói mở nhẩm thì chúng ta dùng ngón tay trỏ của bàn tay phải gõ nhẹ mỗi tiếng vào lòng bàn tay trái một cái. Quan sát cô làm mẫu. Cô thấy cả lớp mình đã chăm chú rồi. Rất đáng khen. Bạn cô Trang nào? Ngoan quá. Bạn nào thực hiện được? Cô mời bạn Hà thực hiện mẫu. Từng bàn đứng dậy thực hiện thao tác này. Gần đều. Có đều hơn một chút, nhưng bạn Hà cố gắng là làm nhanh hơn một chút nhé. Mời cả tổ 2 cùng thực hiện phần này. Xòe bàn tay trái. Hai tổ, tổ 1 và tổ 3, chúng mình cùng theo dõi nhé. Quan sát các bạn. Tổ 2 nào?
Rất tốt. Tổ 3. Cô muốn cả lớp thực hiện thật đều hơn nữa. Bàn tay trái đâu? Các con xòe hẳn bàn tay trái, chứ đừng có khum khum như thế này, nhìn nó không đẹp nhá. Bắt đầu. Một tràng pháo tay. Tốt lắm. Học tiếp. Cách nói thầm. Cách nói thầm là nói ngậm miệng lại, không nói thành tiếng. Khi nói một tiếng thì ta dùng ngón tay trỏ phải gõ nhẹ vào ngón tay trỏ trái một cái. Cả lớp thực hiện nhìn cô giáo. Cô nghĩ tiếng nào thì cô gõ một cái vào ngón trỏ trái một cái. Cô vừa nghĩ mấy tiếng? Cô mời Tùng Dương. Thông minh quá. Một tràng vào tay. Quan sát. Hồ. Khi nghĩ đến tiếng cuối cùng thì các bạn nói thật to lên cho cả lớp mình cùng nghe thấy. Cô mời một bạn làm mẫu. Cô mời bạn Tâm. Cả lớp mình cùng quan sát nhé. Xem nào bạn thực hiện có giống mình không? Cùng đếm thầm. Cô mời bạn Hoàng nhận xét. Thực hiện theo tiếng gõ nhẹ của thước. Ngón trỏ phải đâu? Nói to hơn. Xòe ngón trỏ trái. Cô kiểm tra. Ngón trỏ trái. Bắt đầu. Có một bạn hơi vội một tí. Thực hiện lại. Mời cả tổ 1 đứng dậy thực hiện. Hai tổ còn lại, chúng mình quan sát. Bây giờ cô muốn tổ 2 chúng mình thi với tổ 3. Có được không các con? Tổ còn lại chúng ta quan sát nhé. Cô mời tổ 2 đứng dậy. Bắt đầu. Mời tổ 3. Một tràng pháo tay cho các bạn.
một lời khen. Lớp thật tuyệt vời. Lớp một tràng pháo tay nào. Cô vừa dạy mấy cách nói. Cô mời bạn chị Ân. Em thưa cô là cô vừa dạy 4 cách nói ạ. Cách nói. Cách nói ạ. Đó là cách nói nào? Cách nói to, nói nhỏ, nói nhầm, nói thầm ạ. Bạn rất thân mình. Từ hôm nay, cô trò mình cùng quy ước. Khi cô chỉ hình vuông lớn nhất, đây là cách nói to, nói nhỏ, nói nhầm, nói thầm. Cả lớp mình cùng nói. Nói to. Nói to. Nói nhỏ. Nói nhầm. Nói thầm. Ôn lại câu thơ bằng cách kết hợp với động tác tháp 10. Cô thấy tổ 1 và tổ 3 rất là đều. Tổ 2 còn một số bạn hơi chậm đấy. Cô muốn lớp mình thực hiện lại phần này. Oh. Rất tốt. Cô cảm ơn các em. Một bạn nhắc lại, chúng mình vừa học mấy cách nói. Hiểu danh. Nói to. Rất tốt. Chúng mình vừa hoàn thành xong việc 1. Lớp mình học rất xuất sắc. Chúng mình có muốn chơi trò chơi không? Bạn Quân về chỗ. Bạn Quân rất xuất sắc. Cô trò mình cùng chuyển sang việc 2. Chúng mình sẽ dùng các đồ vật thay thế cho các tiếng các con ạ. Trên tay cô là các đồ vật bằng các viên nam châm. Và các viên nam châm này sẽ được thay thế cho các tiếng. Cả lớp mình cùng nhìn nhé. Câu thơ thứ nhất. Tháp 10. Đẹp. Nhất. Bông. Chen.
bản là trọn vẹn câu thơ thứ nhất. Cả lớp đọc. Mời tổ 2. Rất tốt. Tạm thời cô thu lại các viên nam châm này. Chúng mình có muốn xếp cùng cô giáo không? Cô khen tổ 3. Đã xong. Cả 3 tổ đều đáng khen. Cô dành cho mỗi tổ 1 điểm 10. Tổ 1, tổ 2, tổ 3. Mỗi tổ xứng đáng 1 điểm 10. Chúng mình cùng thực hiện. Cả 2 bạn đều xếp các quân nhựa này ở trên mặt bàn. Khi xếp, các con chú ý xếp cho thẳng hàng và khoảng cách của các quân nhựa để cách đều nhau. Khi xếp, dùng tay phải. Tay phải đâu? Tay phải đây. Bắt đầu nha. Tháp. Tiếp tục. Chúng mình xếp hoàn thành câu thứ nhất rồi. Cô khen cả 3 tổ. Xuống đây thì con xếp tiếp đi. Xếp thẳng lên con đất. Xứng đáng một tràng vào tay. Chưa đều lắm, to hơn. Dùng ngón trỏ phải chỉ vào các quân nhựa, đọc to câu thơ thứ nhất. Mời bạn Huyền nào. Huyền đứng lên chỉ vào. Cô đố bạn nào biết câu thơ thứ nhất có mấy tiếng? Cô cảm ơn những bạn đang giơ tay. Cô mời bạn Thị Ân. Câu thơ thứ nhất có rất tốt. Bao nhiêu bạn đồng ý? Cô cảm ơn các em. Chúng mình cùng đếm kiểm tra lại. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mình đứng dậy đếm cho cả lớp cùng nhìn. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tốt rồi. Chỉ đọc lại câu thơ thứ nhất. Việt. Xếp thẳng tiếng đầu tiên của câu thơ thứ nhất. Nói thật đều.
cô xem chúng mình xếp đã thẳng chưa. Đấy nhá, xếp thẳng nhau. Đấy, nhiều bạn xếp thẳng hàng, rất đáng khen. Tiếp tục. Bông. Bông. Hoa. Nói to nữa. Tổ 1 đã xong. Tổ 2. Bạn Hoàng đã ngồi ngay ngắn rồi. Tùng Dương. Các con chỉ tay đọc câu thơ thứ hai. Có đố bạn nào biết câu thơ thứ hai này có mấy tiếng? Bạn cô Trang, chúng mình chỉ và đếm lại kiểm tra. Cùng đọc cả hai câu ca.